Xin chào các bạn, tôi đang có mặt tại Paris Motor Show và đứng tại gian hàng xe máy của Honda. Vâng, xe máy chứ không phải ô tô. Đứng ngay sau tôi là chiếc CB1000R, một chiếc mô tô phân khối lớn mà tôi rất thích và có lẽ rất nhiều những người đam mê mô tô phân khối lớn cũng thích. Một chiếc xe có thể nói là giao thoa giữa cổ điển và hiện đại, dòng Naked của Honda. Nhiều người cho rằng nó không được đẹp lắm. Mới nhìn thì có thể nhìn nó hơi lạ, nhưng càng nhìn càng thấy nó đẹp. Tuy nhiên giá ở Việt Nam thì nó sẽ rất là đắt, đâu đó hơn 400 triệu. Động cơ 1000 phân khối mà. Nhưng ở Paris Motor Show lần này nó có cơ hội để mua với giá rẻ. Tại sao? Bởi vì ngay đằng sau nó là phiên bản nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái phiên bản nhỏ này. Ở Việt Nam hôm vừa rồi thì không có, nhưng đây, ra đến đây chúng ta mới thấy là đây, các bạn nhìn giống hệt không? Lúc nãy tôi nhìn tôi tưởng nó là phiên bản to, hóa ra là nó là phiên bản nhỏ, nhìn chả khác gì phiên bản to vừa rồi cả. Đó, chiếc này là chiếc CB300R, có nghĩa động cơ của nó chỉ 300 phân khối thôi. Nó giống với chiếc động cơ ấy, nó giống với con Rebel 300. Có lẽ là như vậy, có lẽ là như vậy. Chỉ có duy nhất một xi lanh thôi, nhưng cái kiểu dáng thì nó vẫn giống hệt với chiếc to kia, 1000 kia. Tất nhiên nó, mọi chi tiết nó đã thay thế nhỏ lại, từ lốp, từ giảm sóc cho đến vân vân và vân vân, rất nhiều. Nhưng về cơ bản thì nó vẫn toát lên một cái vẻ gì đó gọi là bán cổ điển. Đẹp không? Cái cụm đèn nhá, cụm đèn vẫn đẹp như thế này. Cụm đèn vẫn đẹp như thế luôn. Chuẩn chưa? Chuẩn mực chưa? Trời ơi, thế này cơ mà. Đó, đèn nó thế này cơ mà. Giảm sóc upside down luôn nhá, giảm sóc upside down luôn. Cái xe này về Việt Nam mà nó bán bằng con Rebel đâu đó 125 triệu à, hình như thế. Thế thì quá hot luôn, con này mà 125 triệu thì quá hot luôn. Tôi không nhớ chính xác con Rebel là bao nhiêu đâu nhá, xin lỗi các bạn. Nhưng mà giá bằng Rebel thì chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Ôi, đẹp quá luôn. Đây là bộ mâm phía trước này, mâm đúc này, giảm sóc này, upside down này, rồi đĩa này, phanh Nissin có ấy đấy, ABS đấy. Đó, đẹp chưa? Đẹp hết hồn hết vía chưa? Đẹp thế này cơ mà. Đẹp thế này cơ mà anh em ơi. Động cơ một xi lanh nhá. Động cơ một xi lanh. Với những ai mà mới bước chân vào phân khối lớn PKL đấy, thì động cơ một xi lanh 300 phân khối này là tôi nghĩ là quá vừa. Đi phố cũng được, đi phượt cũng được, đi xa cũng được. Và hơn cả nó là Honda. Honda thì nó bền và nó giữ giá. Đấy là cái hay nhá. Thấy chưa? Đấy, rồi. Bây giờ mình vào cái cụm đồng hồ nhá. Đồng hồ điện tử luôn nhá. Đừng có đùa với nhà chùa. Nhìn nó không kiểu hoành tráng như của bản 1000 đâu, nhưng mà thế này là ok rồi. Đó, cái bình xăng của nó cũng hầm hố, không kém gì bản 1000 đâu, nó bé hơn thôi. Tóm lại là một bản CB1000R thu nhỏ, quá rất là đẹp. Ống xả cũng cực kỳ ngầu nhá. Ống xả ngầu không kém gì bản 1000 luôn. Này các bạn nhìn xem. Ra gì chưa? Ra gì chưa? Hơi bị được đấy. Hơi bị được của nó luôn đấy. Hơi bị được của nó luôn. Quá được luôn. Trời ơi, ống xả nó thế này cơ mà. Đó. À đây, còn mâm đằng sau nhá. Cũng là ABS luôn này. Nissin. Rồi, monoshock luôn. Giảm sóc đằng sau đơn luôn. Rất đẹp. Tất nhiên chỉ có một điều là cái càng sau ấy, nếu như ở trên phiên bản 1000 thì nó sử dụng càng đơn thôi, thì cái này nó sử dụng hai càng hai bên. Tất nhiên rồi, bản rẻ mà, thì nó nhìn thế này cũng là ổn lắm rồi. Như thế này là quá ổn rồi. Đây, cho các bạn nhìn xem toàn cảnh chiếc xe này. Đẹp đấy chứ. Ổn chưa? CB300R nhá. Này, đẹp như thế này cơ mà. Trời ơi,
chê vào đâu được. Về thế này mà 125 triệu thì cháy hàng khẩn cấp. Xin lỗi các bạn vì cái máy quay của tôi hôm nay nó hơi trục trặc một chút. Đó. Không hiểu ấn vào đâu mà nó bị lóc cái này lại. Rồi ok. Chưa xong đâu, xong bên này nhá. Ngoài cái đấy ra nó còn những cái màu này này. Ui này, nó có cả CB125R này. Đây nữa này, đừng đùa. Đẹp chưa? Ôi, giảm sóc upside down luôn. Ôi, con này về Việt Nam mà rơi vào khoảng tầm 6 mấy triệu hay 75 triệu. Đấy, khoảng đấy thì Thôi xong. Quất con này chứ làm gì còn con nào ngon hơn con này nữa. Nhất là những ai thích kiểu naked mà có chút gì đó pha cổ điển kiểu này. Cái màu nó lại đẹp này. Rồi anh em mình nhìn xung quanh một tí nhá. Giảm sóc upside down nhá, về khỏi độ luôn. Đèn có đẹp không? Ui đèn đẹp. Kinh, nhìn thế này. Rồi. Quá đẹp luôn ấy. Anh em nào mà không đủ tiền mua bản 1000 thì chơi bản này thôi. Đẹp quá. Đẹp quá luôn. Vẫn có ABS này. Động cơ một xi lanh này, 125 phân khối này. Ở vẫn chỗ bình xăng này. Nói chung là nuột. Đây khối động cơ đây. Giảm sóc monoshock này. Phanh đằng sau là phanh ABS, phanh đĩa Nissin luôn. Rồi, đèn hậu này. Đó. Để xem nhá. Đây cũng là bản 125 luôn này. Rồi, tôi nhìn thấy giá rồi, lát nữa tôi sẽ công bố cho các bạn biết giá nó bán bao nhiêu. Đó. 125 phân khối. Chiếc CB125R. Đẹp quá. Đẹp quá luôn đấy. Giá hợp lý nữa là ok đấy. Đó, đẹp chưa? Đây, bây giờ anh em mình ra soi xem chi tiết là bao nhiêu nhá. Đây, 125 phân khối, 13,3 mã lực. 13,3 mã lực này. Ờ, cái gì đây? Tiếng Pháp chả hiểu. 4.500 oi. 4.500 oi nhân lên là bao nhiêu? 80, hơn 100 triệu à? Cũng không rẻ lắm đâu nhỉ. Không rẻ lắm đâu, hơn 100 triệu đấy. Rồi. Đây là hai chiếc xe nó. Thế thì bản 300 kia cũng đắt đấy. Nhưng chưa biết được, về Việt Nam có thể giá nó sẽ hợp lý thì sao. Biết đâu bất ngờ. Bởi vì chiếc Rebel 300 ở Việt Nam khá là hợp lý đấy chứ, giá hợp lý đấy chứ. Mà hàng của Honda, PKL của Honda ấy. Còn 125 nữa, 125 này thì là PKN thôi, nhưng PKL của Honda ấy là ngon đấy. Luôn luôn giữ giá, nó là giữ giá nhất trong tất cả những dòng PKL ở Việt Nam. Honda xe máy nó chẳng khác gì Toyota ô tô cả. Giữ giá vô cùng. Đó. Giống hệt nhau nhá. Bản 300 mấy bản 125 giống hệt nhau. Chỉ có điều là động cơ nó khác thôi. Thực ra mà mua bản 125 này về xong rồi tự mốt lên 300, thậm chí là mốt lên gì đó các bạn. Cả đấy là do mình mà. Thì lại còn rẻ nữa. Mà có khi lại còn bốc hơn. Độ đấy, mốt của tôi nói là độ đấy. Rồi, anh em nhớ subscribe kênh YouTube của Xe Hay nhá, để theo dõi những chiếc xe mới nhất của chúng tôi thường xuyên hơn và cập nhật hơn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video mới tiếp theo.